Anh em nào đam mê công nghệ thì chúng ta luôn luôn có một ước mơ là được dùng tất cả các sản phẩm thuộc chung một hệ sinh thái để có thể trải nghiệm được những cái sự kết nối qua lại tương tác tuyệt vời của những thiết bị trong chung một hệ sinh thái đó. Nhưng đời thì không bao giờ như là mơ cả. Và đến như mình là một reviewer, mình được mượn, mình được cho mượn rất là nhiều máy, nhưng mà có những cái lý do cá nhân khiến mình không thể sử dụng MacBook được các bạn ạ. Mình chán MacBook rồi và mình đang dùng một chiếc iPhone kẹp cùng với cả một chiếc PC. Ở đây là chiếc laptop Lenovo ThinkPad khá là cũ mà mình đã review rồi nhá. Mình lại còn dùng cả những cái mẫu máy Android khác nữa. Thì làm gì có chuyện mà AirDrop file được? Làm gì có chuyện mà iPhone có cuộc gọi đến thì lại nghe máy từ laptop thay cho iPhone được? Đấy là ngày xưa thôi. Bây giờ chúng ta đã có Intel Unison giúp các bạn kết nối được ở giữa iPhone với PC. Ở đây mình đang dùng laptop rất là tốt với nhiều tính năng được quảng cáo khá là hay. Ngoài ra, chính Microsoft cũng có một tính năng là Phone Link cho phép các bạn kết nối điện thoại với PC, cũng có nhiều tính năng cạnh tranh với Intel Unison, hay là những cái tính năng mà nó cũng gọi là na ná tương tự với cả AirDrop hay là mấy cái chuyển file nhanh các thứ drag and drop của các hệ sinh thái khác ấy. Thế thì liệu hai cái giải pháp này sẽ ra sao, so sánh với nhau như thế nào, và liệu có hoạt động được tốt như là các thiết bị trong chung một hệ sinh thái hay không? Thì đó là lý do mình làm video ngày hôm nay. Đừng quên để lại một like, một subscribe ủng hộ cho mình nha. Ủng hộ cho mình và cho cả kênh Vlab tất nhiên rồi. Tôi không có đá lẻ. Nhưng mà nếu các bạn thích thì có thể qua TikTok và kênh YouTube Thành Thật Thà của mình like và subscribe. Mình sẽ cố gắng đẻ nhiều content trong tương lai. Dạo này không có thời gian làm. Ok, đầu tiên, Phone Link là gì và Intel Unison là gì, mà tại sao mình phải làm video này? Mình nghĩ là khi các bạn click vào đây thì đại đa số các bạn đều đã biết rồi. Nhưng mà hãy để mình nói thêm cho những anh em nào gọi là người xem fan cứng của Vlab mà cứ thấy video là vào không cần quan tâm title là gì. Thì đây là hai cái giải pháp kết nối điện thoại smartphone với PC chạy Windows mà cho phép các bạn có thể đẩy được thông báo từ điện thoại lên PC này, có thể đồng bộ được những cái tin nhắn này, cuộc gọi này, danh bạ này, thậm chí là cả ảnh và rất là nhiều những dữ liệu khác. Và ngoài ra cũng có thể chuyển file giữa điện thoại với PC nữa. Thì đây là một cái thứ mà các bạn có thể đã thấy nhiều khi mà các bạn dùng chung iPhone với cả MacBook với cả iPad với cả Apple Watch, những cái thiết bị thuộc chung một hệ sinh thái đó của Apple rồi, đúng không? Ok, trước khi đi vào video thì tất cả những cái sản phẩm mình dùng ở trong video ngày hôm nay các bạn có thể tham khảo theo đường link ở dưới phần mô tả video. Những chiếc như là iPhone 14 Plus, iPhone 14 series nói chung mới chính hãng viên đây, đang được bán tại Di Động Việt, đại lý ủy quyền chính hãng của Apple. Và ngoài ra Di Động Việt cũng đang có kinh doanh những cái mặt hàng như kiểu là iPad Gen 9, iPad Gen 10 giá chỉ khoảng 10 triệu này, MacBook Air chạy chip M1 giá khoảng 20 triệu này. Thì chỉ với những số tiền như vậy thôi mà các bạn đã có thể trải nghiệm được một hệ sinh thái đầy đủ của Apple và trao đổi file nhiều tính năng rất là hay. Ok, đầu tiên hãy nói về cái khả năng kết nối nha. Phone Link sẽ không cho phép các bạn kết nối iPhone với cả PC. Rất đáng buồn. Các bạn chỉ có thể kết nối điện thoại Android thôi. Và thậm chí là mình thấy cái điện thoại tốt nhất kết nối được sẽ phải là những cái sản phẩm điện thoại Galaxy của Samsung. Cũng đúng thôi, bởi vì cái ứng dụng này như mình thấy phát triển nguồn gốc của nó là từ Your Phone kết nối những cái điện thoại Samsung với cả máy tính Windows của Microsoft. Sau này thì nó đổi tên thành Phone Link, sau đó nó hỗ trợ nhiều thiết bị hơn nhưng sẽ bị cắt giảm đi một số tính năng. Tí nữa mình sẽ nói kỹ hơn nhé. Còn iPhone muốn kết nối với laptop chạy Windows, các bạn bắt buộc phải dùng Intel Unison. Nhưng mà Intel Unison ấy thì hiện tại chỉ hỗ trợ tốt cho những chiếc laptop mà chạy Windows 11 trở lên. Như mình nhớ là phải từ bản 22H2 thì nó mới hỗ trợ này. Chạy chip mới nha, Intel Gen 8 trở lên nếu mình nhớ không nhầm. Như chiếc laptop này của mình là chạy Intel 11 thế hệ mới nhất rồi, nhưng nó đang chạy con Core i5 7200 ThinkPad đời cũ mà. Cho nên là mình cũng không thấy là có hỗ trợ Intel Unison luôn. Tất nhiên là mình thấy trên mạng anh em vẫn có cách để gọi là chạy được Intel Unison ở trên laptop chạy Windows 10 luôn cơ. Những cái chip đời cũ Windows 10, rồi thậm chí là cả laptop chạy chip AMD vẫn có thể chạy được Intel Unison, một ứng dụng của Intel nhưng mà vẫn hỗ trợ cho chip AMD nha. Thì khá là vui, mong rằng tương lai Intel không bỏ những cái khả năng hỗ trợ này đi để cho anh em dùng cho nó sướng. Và nếu mà tất cả các thiết bị của các bạn đều đáp ứng được những cái điều này thì tất cả những ứng dụng đều có miễn phí trên tất cả các nền tảng. Các bạn có thể lên Microsoft Store để tải Phone Link và Intel Unison, lên CH Play để tải Phone Link và Intel Unison, lên App Store cũng có Phone Link và Unison Note. Trên App Store và CH Play như tên của cái Phone Link nó là liên kết với Windows thì các bạn cũng lưu ý nhé. Cứ đẩy về và bắt đầu đi vào việc kết nối. Ok, kết nối thì chỉ cần mở những ứng dụng này trên cả hai thiết bị của chúng ta, đấy là điện thoại và laptop thôi. Sau đó thì lấy điện thoại để quét mã QR và thực hiện những cái bước kết nối theo như yêu cầu hiện thị ở trên. Cái phương thức kết nối giữa điện thoại và máy tính của chúng ta ở đây nó sẽ là dựa trên Bluetooth. Cho nên là anh em nào mà dùng máy bàn desktop kiểu như mình ở trên tầng kia thì các bạn sẽ cần phải có một cái USB, một cái dongle hay là bất kỳ một cái giao thức nào đó để các bạn kết nối được Bluetooth ở trên máy bàn.
thì sau đó các bạn sẽ có thể kết nối Bluetooth được với điện thoại. Hãy nói về phone link trước, các bạn sẽ không được phép kết nối với iPhone. Nhưng nếu mà so sánh giữa các hai mẫu điện thoại Android với nhau mà mình đang coi đây, thì với Poco nhé, các bạn sẽ chỉ có những cái tính năng nó rất là cơ bản thôi. Như ở đây mình thấy này, là các bạn sẽ đẩy được thông báo từ điện thoại lên máy tính. Các bạn sẽ có thể đọc được tin nhắn, xem được tin nhắn, tạo được tin nhắn từ trên máy tính này và lại chuyển ra điện thoại để gửi đi. Tức là ở đây điện thoại là vẫn là cái trung tâm nhé, nhưng mà cái máy tính như kiểu là một cái thiết bị ngoại vi, các bạn gọi là kết nối qua điện thoại thôi. Photos, các bạn có thể xem được album ảnh, các bạn có thể chuyển được ảnh từ máy tính vào điện thoại, hay là chuyển được ảnh từ điện thoại sang máy tính. Các bạn có phần calls là một cái tab riêng ở đây nữa, là các bạn có thể thực hiện cuộc gọi điện thoại thông thường, nhưng là thực hiện cuộc gọi là từ máy tính, xong rồi nó thông qua cái này, xong rồi nó mới bắn đến nhà mạng, xong rồi đấy, đại loại là laptop. Nó như kiểu là một chiếc tai nghe Bluetooth, nó như kiểu là một cái thiết bị ngoại vi mà các bạn có thể kết nối không dây với điện thoại. Nếu mà các bạn sử dụng những cái chiếc điện thoại Samsung, đặc biệt là như mình dùng Galaxy S3 Ultra ở đây, thì nó sẽ sướng hơn nhiều cái nữa. Đấy là các bạn sẽ có thêm một cái tab là Apps, tức là các bạn có thể screencast truyền hình ảnh, màn hình từ điện thoại Samsung lên máy tính Windows. Các bạn vuốt cái gì ở bên này thì bên laptop, bên máy tính ấy, nó cũng hiện như vậy. Thậm chí là bên màn hình này các bạn không làm gì, nhưng các bạn vẫn có thể như kiểu là gọi là chạy giả lập kiểu như vậy. Ở trên cái app Phone Link này là chạy những cái app điện thoại lên thông thường, truy cập vào ảnh, mở album ảnh, truy cập vào những cái ứng dụng nhắn tin, truy cập vào các thứ, các thể loại ở trên điện thoại. Nhưng mà cái màn hình điện thoại ấy, nó thậm chí là nó còn không di chuyển thì nó vẫn cứ sáng như thế này cơ. Ngoài ra với Samsung các bạn sẽ có thêm một tính năng là copy paste. Copy cái gì ở trên điện thoại, các bạn có thể paste Ctrl V ngay trên laptop. Và ngoài ra một cái điểm mạnh của Phone Links đấy là các bạn có thể kết nối vào nhiều thiết bị điện thoại cùng một lúc, nhưng mà tất nhiên sẽ chỉ có một thiết bị chủ để đẩy thông báo, để kết nối chính trong một thời điểm thôi. Và khi mà các bạn vào phần setting này, các bạn vào cái phần mục, các bạn vào mục My Device này, thì các bạn có thể chọn là để kết nối lại nhanh với các thiết bị khác mà không cần phải thực hiện cái bước là quét QR code xong rồi bỏ kết nối máy này, kết nối vào máy nọ, mà nó kiểu là đơn giản là chuyển kết nối nhanh, đúng như kiểu các bạn chuyển kết nối Bluetooth của một cái tai nghe sang một cái loa hay là sang một thiết bị khác ấy. Như mình thấy, các bạn đã dùng điện thoại Samsung thì nên tận dụng tính năng này, nó rất là tiện ở trên Windows, trên máy tính các bạn ạ. Thông báo đẩy hết lên, ảnh ọt các thứ chỉ cần kéo thả, drag and drop luôn. Rồi, thế thì Intel Unison thì sao? Intel Unison sẽ chỉ cho phép các bạn kết nối vào một thiết bị một lúc thôi. Và khi mà các bạn muốn kết nối sang thiết bị khác, các bạn lại phải quên thiết bị cũ đi và kết nối lại từ đầu. Nhưng mà được cái các bạn sẽ kết nối với iPhone là cái thứ Phone Link không làm được. Và với iPhone thì thậm chí mình thấy nó là một cái sự kết nối tương đối là ấn tượng, mà mình không nghĩ là Apple sẽ cho phép những cái ứng dụng bên thứ ba có thể đi vào sâu như thế nha. Nhưng ở đây chúng ta vẫn sẽ có, đó là các bạn sẽ có đẩy thông báo, đẩy cuộc gọi, đẩy tin nhắn, tất cả mọi thứ đồng bộ từ điện thoại lên Windows. Đây, nó có nguyên một cái tab giải bên trái, các bạn có thể xem ở phần Gallery, Message, xem tin nhắn, Calls, xem cuộc gọi, thực hiện được cuộc gọi luôn. Có cả danh bạ ở đây đồng bộ hết. Cái này thì giống Phone Link rồi. Và Notification để xem những cái thông báo đẩy từ điện thoại lên. Và phía trên cùng có cái phần File Transfer, tức là các bạn có thể chuyển file nhanh không dây giữa iPhone với máy tính Windows. Mình đã có thử chuyển một cái file video mình quay thông thường thôi. Thì khi mình airdrop từ một chiếc iPhone sang một chiếc iPhone khác, chính xác là 14 Plus sang 13 mini, nó sẽ mất khoảng 20 giây. Khi mà mình chuyển từ iPhone này bắn lên trên máy tính ấy, thì nó sẽ mất khoảng 50 giây. Còn khi mà mình lấy chính cái file đấy từ máy tính chuyển ngược lại về iPhone thì nó sẽ mất khoảng 2 phút 30 giây, tức là sẽ hơi lâu một tí. Nhưng mình vẫn thấy đây là một cách rất tiện, các bạn không cần phải cắm dây lằng nhằng, không cần phải bật ba uTunes để copy file giống như là mình vẫn hay làm. Và đặc biệt là mình đã thử chuyển một cái file khoảng 4GB 6 rồi, file MKV hay là cả những cái file zip, file PSD là file Photoshop mà iPhone nó không hỗ trợ để mở hay là giải nén nhé. Nó vẫn xem được file Photoshop, file PSD nhưng mà nó không thể thao tác được gì nhé. Thì nó vẫn chuyển rất là ổn định giữa máy tính và iPhone. Chứ như mình thấy ấy, khi mình airdrop những cái file kiểu đuôi MKV hay là đuôi PSD mà iPhone không hỗ trợ ấy, đôi khi là airdrop giữa iPhone với iPhone nó còn lỗi. Nhưng airdrop giữa laptop Windows và iPhone thì nó vẫn nhận bình thường. Tất nhiên là nó sẽ hơi lâu một tí, khoảng 5 phút thì mới được một cái file 4.65GB. Và các bạn cũng lưu ý luôn là những cái file này khi các bạn đẩy vào iPhone ấy, nếu mà là ảnh hay là video thì nó sẽ tự động đẩy vào cái phần Photos, phần Camera Roll, cái cuộn camera của các bạn. Nhưng mà nếu nó làm những cái file khác ấy, thì các bạn sẽ phải mở cái ứng dụng Intel Unison này lên, xong rồi chọn được cái phần Receiver này, đó, thì nó sẽ hiện ở đây. Thì vào rồi các bạn đã có thể airdrop hay là làm cái gì khác, chuyển cho máy khác. Ok, thế thì đó là những thứ mình có trải nghiệm được.
trên Full Link và Intel Unison. Nó sẽ có những cái bug, những cái vấn đề nhất định khi mình thực hiện thao tác kết nối, nhất là với iPhone, nó kiểu những cái quyền truy cập của nó tương đối là khó đi vào. Mình phải link, mình phải kết nối xong rồi reset mấy lần thì nó mới thực hiện được cuộc gọi. Hay là với những cái điện thoại Android thì mỗi máy nó lại phải mở một cái phần cài đặt một kiểu, cho nên là nhiều lúc nó hơi lằng nhằng. Nhưng mình nghĩ là anh em người xem Relax thì chúng ta đều tương đối là đơn giản với những việc đấy thôi, đúng không? Các bạn cứ thực hiện đúng những cái thao tác họ hướng dẫn ở trên màn hình, xong rồi các bạn sẽ làm được cái việc này. Thì đây là một cái giải pháp mình thấy rất hay cho anh em là thích chơi treo cánh, so le. Các bạn không thích dùng đồ chung một hệ sinh thái, mà đặc biệt ở Việt Nam mà hệ sinh thái ngon ấy, thì có mỗi Apple thôi. Thì các bạn không thích dùng đồ chung của hệ Apple thì đây là cái giải pháp ổn đấy chứ, đúng không?